Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Liên quan đến việc lộn xộn mua bán bảo hiểm thời gian vừa qua, báo Tuổi Trẻ Online đã đăng tải nội dung trao đổi với nhiều đại biểu Quốc hội và chuyên gia ủng hộ Bộ Tài chính có quy định siết chặt hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng, không để tiếp tục xảy ra tình trạng người vay vốn bị ép mua bảo hiểm nhân thọ. Trao đổi về vấn đề này, đại biểu Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội đã có những thông tin liên quan đến vấn đề lùm xùm mua bán bảo hiểm thời gian qua. Vừa qua, báo chí phản ánh nhiều việc khách hàng khi vay vốn, thậm chí gửi tiết kiệm, bị ép hoặc biến thành mua bảo hiểm nhân thọ. Do vậy, bên cạnh việc xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể, các công ty bảo hiểm có liên quan cũng cần sớm có giải pháp đảm bảo quyền lợi khách hàng để bảo vệ cho uy tín kinh doanh của mình. Các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực ngân hàng, tài chính cần nhanh chóng quyết liệt vào cuộc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, người gửi tiền. Nếu phát sinh sai phạm, phải xem xét xử lý theo quy định cả hành chính và cả về hình sự. Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng, các tổ chức xã hội và cả các cơ quan báo chí cũng cần tiếp tục lên tiếng, giám sát xã hội nhằm bảo vệ tốt hơn cho người dân. Đặc biệt, cần có quy định cấm các ngân hàng nhận tiền hoa hồng lót tay của các công ty bảo hiểm nhân thọ, các ngân hàng giao chỉ tiêu xuống cho nhân viên tín dụng. Vì phải chạy đủ chỉ tiêu, nhân viên tín dụng sẽ ép khách hàng vay tiền phải mua bảo hiểm nhân thọ mới được giải ngân. Để giải quyết câu chuyện này, phải quy định để làm rõ, minh bạch mối quan hệ giữa ngân hàng, công ty bảo hiểm. Ông Trần Nguyên Đáng thuộc Hội Luật gia Việt Nam cũng đã có những chia sẻ với báo Tuổi Trẻ Online về vấn đề độc quyền bảo hiểm nhân thọ. Cụ thể, ông Đáng đưa ra thông tin, để được độc quyền bán bảo hiểm nhân thọ ở một ngân hàng trong vòng 15 đến 20 năm, công ty bảo hiểm nhân thọ phải chia khoản tiền lót tay từ 6.000 đến 10.000 tỷ đồng cho ngân hàng, được chia theo từng giai đoạn, chưa kể khoản thưởng khác. Như vậy, muốn nhận được khoản tiền lớn, ngân hàng buộc phải hoàn thành được các chỉ tiêu do công ty bảo hiểm nhân thọ đặt ra, như doanh số bán bảo hiểm mới tăng, tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm từ năm thứ hai trở đi của khách hàng cũ cao. Chính sức ép về tăng trưởng đã tạo áp lực lên đội ngũ kinh doanh của ngân hàng, gây méo mó thị trường bảo hiểm. Áp lực này cũng khiến cả nhân viên ngân hàng khổ trăm bề, khó tránh khỏi hiện tượng cắt máu, tức thỏa thuận ngầm sẽ chia bớt hoa hồng cho khách hàng để hoàn thành chỉ tiêu doanh số. Do đó, nếu không ký hợp đồng độc quyền và nhận tiền lót tay từ công ty bảo hiểm nhân thọ, ngân hàng sẽ không bị áp lực chỉ tiêu do công ty bảo hiểm áp vào, không dồn ép khách hàng đến đường cùng. Khi các ngân hàng không ký độc quyền với một công ty bảo hiểm, nếu có nhu cầu, khách hàng có thêm quyền lựa chọn sản phẩm, công ty bảo hiểm để ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nếu có nhu cầu. Cũng thông tin về vấn đề bảo hiểm, nhưng tiến sĩ Phan Phương Nam thuộc Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nhiều năm nay tồn tại thực trạng mập mờ trong việc tư vấn và bán bảo hiểm nhân thọ tại các ngân hàng. Nhiều khách hàng tới vay vốn và bị dồn vào thế buộc phải mua bảo hiểm, nhưng quá trình giao kết hợp đồng bảo hiểm lại được thực hiện ngay tại quầy giao dịch ngân hàng như bao nghiệp vụ khác của ngân hàng, không có sự tách biệt với bảo hiểm. Thậm chí, trong hàng loạt đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, nhiều người dân còn cho biết đã bị nhầm tưởng đang làm việc với nhân viên ngân hàng, nhưng thực chất là người của công ty bảo hiểm nhân thọ, vì những người này vẫn làm việc tại quầy giao dịch và không có dấu hiệu nào khác để nhận biết là đại lý bảo hiểm. Người dân cứ ngỡ là đang tham gia sản phẩm đầu tư sinh lãi cao do nhân viên ngân hàng tư vấn, nhưng thực chất là mua bảo hiểm nhân thọ. Do vậy, các ngân hàng cần bố trí khu vực riêng biệt dành cho hoạt động bán bảo hiểm, có bảng thông tin để khách hàng nhận diện rõ ràng, thể hiện sự chuyên nghiệp, đồng thời tránh việc nhầm lẫn. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh thông tin, việc đưa ra quy định cấm ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư trong thời gian khách thực hiện thủ tục vay vốn sẽ góp phần hạn chế tình trạng ép mua bảo hiểm. Tuy nhiên, đây chỉ là quy định mang tính chất hành chính, chưa căn cơ, bởi không loại trừ trường hợp sẽ phát sinh những cách lách luật để bán bảo hiểm. Điều quan trọng là phải giải quyết tận gốc vấn đề. Trong thực tế vẫn tồn tại tình trạng ngân hàng đứng chiếu trên, có vị thế mạnh hơn nhiều
so với người đi vay nên mới phát sinh việc ép mua bảo hiểm mới giải ngân. Vì vậy, cần kiểm soát hoạt động cho vay tại tất cả ngân hàng. Những hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện ràng buộc về mặt tín dụng phải cho người dân, doanh nghiệp vay một cách đơn giản, thuận tiện. Khi cửa vay vốn rộng mở cho người đủ điều kiện, cửa ép mua bảo hiểm nhân thọ để được giải ngân khoản vay sẽ bị hẹp lại. Lãnh đạo Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư về hoạt động phân phối bảo hiểm qua đại lý, trong đó có quy định về việc ngân hàng không được tư vấn, giới thiệu, chào bán, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trong thời gian khách hàng thực hiện các thủ tục vay vốn và trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày giải ngân khoản vay. Cũng theo vị này, Nghị định 46 hướng dẫn chi tiết một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm cũng quy định rõ các đại lý là tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, gọi tắt là ngân hàng, phải thành lập bộ phận chuyên trách để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm. Tại mỗi chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng phải thiết lập một quầy hoặc ban giao dịch riêng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, tách biệt với khu vực giao dịch, hoạt động nghiệp vụ khác của ngân hàng. Ngoài ra, người đứng đầu bộ phận chuyên trách thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp không có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm, phải có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tối ngày 4 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trong năm 2023 này sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm, ghi nhận của Thông tấn xã Việt Nam. Cụ thể, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch thanh tra 5 doanh nghiệp bảo hiểm, 3 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, kiểm tra 5 doanh nghiệp bảo hiểm, 3 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Chúng tôi tập trung vào thanh kiểm tra liên kết trong hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm với các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại và hướng các nội dung thanh tra theo chỉ đạo của Chính phủ và nghị quyết của Quốc hội đã thông qua. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định Bộ Tài chính sẽ triển khai một cách nghiêm túc và hiệu quả theo tinh thần của nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 về thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm, tập trung vào loại hình liên kết đầu tư. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cũng nhấn mạnh việc thanh tra, kiểm tra không phải khi có nghị quyết của Quốc hội Bộ Tài chính mới thực hiện, mà đây là chức năng và nhiệm vụ của Bộ. Trong thời gian vừa qua, thông qua giám sát và thông tin phản ánh từ thị trường, từ các cơ quan báo chí, Bộ Tài chính đã triển khai công tác thanh tra. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Bộ Tài chính đã công bố kết quả thanh tra đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và việc triển khai hoạt động thông qua liên kết với ngân hàng để kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Theo đó, rất nhiều thông tin chi tiết đã được Bộ Tài chính công bố công khai. Chúng tôi đang triển khai thông qua quy trình thanh tra. Sau một thời gian ngắn nữa, sẽ xử lý nghiêm vi phạm của những công ty này và tiếp tục công bố. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo kiểm tra, giám sát để thị trường bảo hiểm hoạt động đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm cũng như các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2024 theo đúng yêu cầu trong nghị quyết của Quốc hội. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.